Hello mọi người, hôm nay Trúc sẽ ăn trái cây nhé. Và Trúc có một cái loại trái cây mà Trúc rất là thích, mọi người cũng đã biết, đó là trái thơm. Ngày hôm nay á, Trúc sẽ ăn trái thơm này cũng như lần trước là Trúc sẽ ăn bóc thôi. Mình sẽ gọt nó ra và mình sẽ bóc từng mắt của nó mình ăn nhé. Lần trước á, Trúc để cái trái thơm này nó chín quá, lần này Trúc không dám để vậy nữa. Trúc mua bữa hôm qua là hôm nay Trúc ăn rồi nè. Trái thơm này á, nó có cái cuống rất là đẹp, mọi người thấy không? Thích ăn cái kiểu này ghê á. Trúc có hai trái lận. Trái kia là Trúc đã gọt nó ra rồi, Trúc đã cắt nó thành khoanh 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 rồi. Trúc để tủ lạnh một xíu cho nó lạnh, ăn cho nó ngon. Còn cái trái này á, thì mình sẽ bóc từng tép ra mình ăn. Phải cắt cho nó rớt cái cùi ở bên trong ra thì mình mới lấy được cái vương miệng của nó ra. Lần này không có bị hư như lần trước đâu mọi người ơi. Đây, chưng cái cùi ở đây. Nó rất là bọng nước luôn, mới cắt cái cùi ra thôi mà nó chảy nước quá trời nè. Bây giờ thì mời mọi người ăn với Trúc nha. Lần trước á, Trúc bóc cái mắt thơm này nè mà Trúc bị rát cái tay luôn á. Bây giờ rút kinh nghiệm rồi, mình không dùng móng nữa, mình hãy dùng cái đầu ngón tay. Do là nó chưa có chín á mọi người, nên là nó không có ngọt bằng lần trước. Lần trước có cái trái nó chín á, nó ngọt lắm, nhưng mà nó lại chín quá thì nó lại bị hư. Trúc nhớ đó là người ta bảo á, con gái á hãy sống như là một trái thơm. Có nghĩa là đầu thì đội vương miệng, bên ngoài á thì gai góc, nhưng mà bên trong thì ngọt ngào. Chúng thấy đúng á. Phụ nữ thì nên yêu bản thân, chăm sóc bản thân nhiều hơn, hãy sống như một bà hoàng. Đó là tại sao người ta nói là đầu thì đội vương miệng, hãy sống như một nữ hoàng, yêu bản thân, chăm sóc bản thân. Bên ngoài thì gai góc là đúng, nhưng bên trong hãy ngọt ngào. Phải gai góc để chống chọi với cuộc đời này, với những gã đàn ông xấu tính. Hôm nay mọi người đâu có thấy là trái thơm nó bị hư nữa đâu, nhưng mà bù lại thì nó không có được ngọt lắm, nó hơi chua. Hôm nay Trúc ăn với muối ớt. Ăn cái kiểu rừng rú này nhìn vậy mà ngon lắm mọi người. Mọi người hay kêu Trúc á là để cái phông nền ở phía sau màu trắng để đừng có bị chói quá rồi nó nổi bật đồ ăn, đúng không? Nhưng mà cũng tùy thôi mọi người. Thứ nhất là tùy vào cái món ăn. Ví dụ như hôm nay Trúc ăn trái thơm đi, nó có màu vàng hơi nhạt như thế này, mà nếu Trúc để cái phông trắng ở phía sau nữa thì nó sẽ rất là chói, đánh đèn vào nữa thì nó sẽ làm cho cái đồ ăn mình nhìn không thấy luôn á. Nên là Trúc phải để màu đỏ thì mọi người sẽ thấy cái trái thơm nó lên màu đỏ nè. Đó, nó nổi bật hơn đúng không? Nhưng mà nếu cái trái thơm này nó ở trên cái nền màu trắng thì nó sẽ không thấy cái trái thơm đâu hết. Chúng tôi cũng sẽ cân nhắc cái việc mà để cái phông nền màu trắng thường xuyên hơn. Nhưng mà mong mọi người thông cảm và hãy hiểu rằng là nó phải có một cái background phù hợp thì cái đồ ăn nó mới thực sự nổi bật và mọi người mới dễ dàng nhìn thấy theo dõi được. Một số bạn nói cũng đúng, đó là cái màu đỏ là cái màu phong thủy của Trúc á. Trúc thích màu đỏ. Nhưng mà quần áo màu đỏ thì họ sợ lắm, không dám mặc. Ví dụ luôn, mặc đầm thì có thể, chứ còn quần áo màu đỏ thì nhìn hơi ghê, hơi chói. Chúc ăn cái bên này nè, nó chín nhiều hơn nè. Còn bên này nó còn xanh. Lần trước Chúc mua về nó xanh như vậy nè. Chúc để 2-3 ngày gì đó, Chúc thấy nó vàng đậm mà nha, Chúc mới ăn, lúc đó gọt ra bên trong nó hư hết. Nên lần này còn hơi xanh xanh là lo ăn rồi, sợ nó mà hư là uổng lắm. Cái gì cũng vậy hết á, phải tới lần thứ hai thì mới có kinh nghiệm. Cũng như á, bóc cái mắt thơm này ăn nè, lần trước không biết á, bóc khí thế luôn một lát, rát cái tay, cái móng với cái da đó nó tách ra, ôi cái nước thơm nó dính vào đó nó rát. Lần này thì chuyên nghiệp hơn rồi,
Mọi người thử ăn kiểu này đi, thú vị lắm. À, bê chua á. Chúc rất là thích ăn cái trái thơm. À, đi Uya. Đi vô quán nước á. Chỗ nào mà có nước ép thơm á là Chúc thích à, Chúc gọi liền. Hình như là bóc kiểu nào nó cũng đau hết đó mọi người. Mình phải dùng lực. Mấy bữa nay trời mưa quá, thấy hả, Sài Gòn cũng ngập rồi, Đà Lạt cũng ngập te tua. Chúc đang muốn đi Vũng Tàu đi, lâu lắm rồi cũng không có đi biển, nhưng mà đang mùa mưa gió nên không dám đi. Đi ra ngoài á, thích nhất là đi vô trong cái chợ xóm lưới mua hải sản, mua con sò huyết cồ, mua con bạch tuộc sống đã lắm. Cái chợ xóm lưới ở đó đó bán rất là nhiều hải sản tươi không à, mà giá nó cũng mềm nữa. Cái trái này á mà ép nước ra chắc nhiều nước lắm. Ý. Mình không gỡ được nữa, tại vì ở bên cái chỗ này á, chín chỗ này nó còn xanh nè, mình mà ăn vào cái chỗ xanh là chua lắm. Mình sẽ ngưng ăn em nó và mình sẽ ăn cái này. Đây, cái thơm mình đã gọt sẵn rồi cho mọi người xem. Trái này á, nó chín hơn cái trái hồi nãy mọi người, mà cái màu nó lợt hơn. Mọi người nhìn nè, cái trái bên này vàng ha, còn trái bên này trắng lắm. Để xem nó có ngọt hay không nha. Chút gọt nè. Nó được thôi chứ nó không ngọt mọi người. Nó hơi chua chua nữa. À, cái này Chúc nghĩ là ép nước uống sẽ ngon, bởi vì nước nó nhiều lắm, nó mọng nước á. Còn để mà mình ăn sống như thế này á thì cũng tùy trái thôi. Mọi người ăn thơm á, mọi người có thích ăn cái cùi không? Thật ra cái cùi là cái mà người ta bỏ đi á, nhưng mà hồi nhỏ rất thích ăn cùi. Hồi đó mỗi lần ở nhà nấu canh chua là gọt cái thơm ra nấu là dành cái cùi nè. Giờ mới biết cái cùi ăn được. Ăn cái này á, các bạn sẽ có cái cảm giác là rát lưỡi. Nhưng mà nhờ vậy nó sẽ giúp mình tẩy sạch răng miệng, đặc biệt là vệ sinh lưỡi rất tốt. À, sao nó chua quá vậy? Không được rồi, chua quá, mình sẽ dừng video ở đây, bởi vì chua quá rồi và có cái cảm giác là chát cái lưỡi nữa, nên là mình sẽ không ăn nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. À, mình vẫn khẳng định với mọi người đây là một cái loại quả rất là ngon và rất giàu vitamin, phù hợp với lại phụ nữ. À, mọi người hãy siêng năng uống nước ép thơm hoặc là những cái loại sinh tố gì đó mà có liên quan đến thơm nhé. À, và nếu như mà mọi người có muốn cải thiện da mặt hoặc là có thể xóa thâm nám trên cơ thể, cũng có thể sử dụng trái thơm xoay nhuyễn ra rồi bắt đầu mình sẽ chà mình tắm chẳng hạn, như vậy cũng rất hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã xem video một lần nữa nhé. Và bây giờ thì Chúc phải nói lời chào tạm biệt với tất cả mọi người, hẹn mọi người vào ngày mai vào lúc 7:30 nhé. Bye bye.